Pertea xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Pertea của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ đưa các bạn đi tham quan một trong những cái công trình cũng thuộc dạng và được gọi là kỷ lục của Việt Nam. Và không những thế, nó có khả năng nó sẽ là cái kỷ lục của thế giới là các bạn. Và không biết các bạn có đoán ra đây là công trình gì không? Đây là một cái trụ thì đúng hơn. Và đây là một cái trụ đặc biệt. Các bạn có thấy cái trụ này nó nằm chính giữa của biển không ạ? Nằm chính giữa của biển khơi luôn. Vâng, thưa các bạn, là chúng ta đang ở Hải Phòng. Và chúng ta đang ở rất gần cảng Đình Vũ, cảng Lạch Huyện. Và bên phía đối diện kia, đó chính là đảo Cát Bà xinh đẹp, là hòn ngọc của Hải Phòng và của vịnh Bắc Bộ luôn các bạn. Vậy thì để đi qua Cát Bà, cái đảo Cát Bà đó ở phía đối diện của chúng ta, thì các bạn biết không, hiện tại chúng ta đang phải đi qua, đó là qua bên một con phà. Mà bên tay phải của chúng ta đang nhìn thấy đó chính là phà, người ta gọi là phà gót. Vậy hiện nay á, thì để phục vụ cho công tác du lịch và phục vụ cho cái việc đi lại, các hoạt động du lịch, thì tập đoàn Sun Group đang xây dựng một cái tuyến cáp treo. Và tuyến cáp treo này là một cái tuyến cáp treo đặc biệt. Tuyến cáp treo này là tuyến cáp treo vượt biển và dài nhất thế giới. Tuyến cáp treo này nó có tổng cái tuyến nó lên đến là 21 km. Và đây là tuyến cáp treo dài nhất thế giới nha các bạn. Nếu nói đến Sun Group thì chắc chúng ta chẳng còn gì phải lạ nữa với những cái tuyến cáp treo hàng đầu mang kỷ lục của Việt Nam, như là tuyến cáp treo Phan Xipang, tuyến cáp treo Bàn Na, vân vân. Thì bây giờ Sun Group lại tiếp tục xây dựng tuyến cáp treo để nối giữa đảo Cát Hải và đảo Cát Bà. Và chúng ta đang nhìn thấy hiện nay, bây giờ là đầu năm 2019 rồi, thì hiện tại như quan sát chúng ta đã nhìn thấy ở đây có 3 trụ rồi nha. Và mỗi trụ này cách nhau cả hơn 1 cây số các bạn. Đó. Và chúng ta đang nhìn thấy ở đây là gì? Dây cáp đã được lắp đặt nè các bạn, đã được giăng lên đây rồi và chắc là sắp hoàn thành này ha các bạn. Đó. Và đây là chúng ta đang ở rất gần với cái trụ cáp. Đây là cáp treo. Cáp treo ở Lạch Huyện đi ra Cát Bà nha các bạn. Đó. Với cái tuyến cáp treo này các bạn, nó có khả năng phục vụ đến 5.500 người. Đó. Trong vòng 1 giờ đồng hồ nha các bạn. Và tuyến cáp treo này nằm ở rất gần với cái cảng Lạch Huyện ở phía xa kia, chúng ta có thể thấy nha các bạn. Tuyến cáp treo này được xây dựng cũng là khoảng hơn 2 năm nay rồi các bạn. Đó, và đây là cái tuyến cáp treo mà dài nhất, đó, kỳ công nhất. Và đội ngũ xây dựng tuyến cáp treo này á, cũng không phải là hạng xoàng đâu các bạn. Mà đội ngũ tuyến xây dựng tuyến cáp treo này là những người đã xây dựng cái tuyến cáp treo kỷ lục. Đó là tuyến cáp treo ở Phan Xipang các bạn. Đó. Và chúng ta đang nhìn thấy đây là phía trên của tuyến cáp treo đi ra đảo Cát Bà mà tập đoàn Sun Group đang xây dựng. Vậy thì tôi nghĩ rằng là khi tuyến cáp treo này nó được hoàn tất đấy các bạn, thì chắc chắn rồi cái tiềm năng đảo du lịch á, tiềm năng du lịch nó ở trên đảo Cát Bà nó sẽ còn tuyệt vời hơn rất là nhiều, nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Các bạn cứ hình dung khi chúng ta là một hành khách ở trên tuyến cáp treo này và chúng ta đi lên sử dụng cái dịch vụ cáp treo để đi ra đảo Cát Bà, thì điều gì xảy ra? Các bạn
đang nhìn thấy toàn cảnh như thế này đây. Đó, và một cái cảm giác lênh đênh ở phía trên của cái tuyến cáp treo nè các bạn, thì nó là một cảm giác rất là tuyệt vời. Đó, và đặc biệt hơn là nó còn vượt ra biển nữa. Đó, và tôi chắc chắn là các bạn sẽ rất là ấn tượng. Và đây là toàn cảnh của khu vực tuyến cáp treo ở tại Cát Bà, nối giữa Cát Hải và Cát Bà. Thì bao năm nay á, thì các bạn đã biết được Cát Bà là một trong những cái đảo du lịch rất là đẹp, là một hòn đảo rất đẹp, và hiện nay đang được tiếp tục đầu tư xây dựng rất là nhiều ở đây các bạn. Có dịp tôi đã ra ngoài khu vực đảo Cát Bà thì tôi đã thấy rằng là ở đây quá đẹp, và ở trên đảo Cát Bà thì nó có tiềm năng du lịch rất là lớn các bạn ạ. Bởi vì trên đảo Cát Bà đó thì nó còn nguyên một cái khu rừng sinh thái ha. Đó, một khu gọi là bảo tồn thiên nhiên khác Cát Bà. Đây là một trong những cái khu rừng rất là còn gần như là còn nguyên sơ đó các bạn. Đó. Và phía đằng xa kia đó chính là cảng Lạch Huyện, một trong những cái cảng biển rất là lớn nha các bạn. Đó, để phục vụ cho nhu cầu vận tải biển ở tại Việt Nam chúng ta. Để đi ra được cái cáp treo Cát Bà này các bạn sẽ đi theo đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng và đi đến tận Lạch Huyện, đi qua một cây cầu gọi là cây cầu Lạch Huyện, cũng là một cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam luôn. Thì các bạn sẽ đến với khu vực Phà Gót, và đây chính là cái khu vực mà có tuyến cáp treo khu vực Phà Gót hiện tại đó các bạn, mà các bạn đang nhìn thấy bên phía tay trái trên màn hình của các bạn á, đó có những con phà nó đang hoạt động đó. Thì đây chính là cái khu vực rất gần với cái tuyến cáp treo này, nó chỉ cách khoảng 500m hơn mà thôi. Để làm những cái tuyến cáp treo này á, thì không phải là đơn giản đâu ha các bạn, mà phải sử dụng những công nghệ để mà đúc rồi đúc đổ bê tông rất là hiện đại và phải hàng đầu thế giới. Và đặc biệt là cái tuyến cáp treo này nó còn vượt qua biển nữa, thì các bạn nhìn coi cái móng của cái tuyến cáp treo này được xây dựng nè, đó, và nó rất là to đồ sộ đúng không ạ. Một cái xe xúc thì nó chỉ có bé tí đó so với cái chân móng đó, như vậy thì nó mới chịu nổi cái sức nặng của dây cáp và đảm bảo an toàn cho tuyến cho toàn bộ hành khách khi mà đi qua đây. Hiện tại ở đây tôi đang quan sát được là có đến 3 cái trụ rất là lớn từ Cát Hải đi sang Cát Bà. Và cái tuyến cáp treo này nó cao đến 281m rồi các bạn. 281m nha các bạn, là cái trụ cao nhất. Thì nó phải cao như vậy bởi vì cái dây cáp nó sẽ thòng xuống và nó đảm bảo được cho các con tàu lớn đi ra vào chỗ này, nên người ta phải xây dựng ở rất là cao như thế để đảm bảo tàu đi qua đi lại không bị đụng ha các bạn. Ở trên bờ cảng ha các bạn, và nó đang nhận container của các bạn kìa. Đó, và nếu các bạn đã xem video clip về nhà máy ô tô VinFast thì nhà máy ô tô VinFast cũng ở rất gần khu vực này nha các bạn. Rất gần khu vực này luôn. Thì các bạn biết đấy, trước đây ở khu vực này nó không có cảng, cũng chẳng có cáp treo và cũng chẳng có nhà máy ô tô, mà tất cả ở đây nó chỉ có duy nhất một cái phà thôi. Đó là phà Gót thôi. Tuy nhiên thì trước đây thì bà con ở đây ấy, thì chỉ biết nuôi tôm đó, và làm đánh bắt thủy sản và nuôi trồng thủy sản.
Và từ một cái mảnh đất mà rất là thô sơ, hoang sơ như vậy ha các bạn, đó, thì chúng ta đã xây dựng lên những cái công trình như là cảng Lạch Huyện trước mắt của chúng ta đây. Và hơn nữa là nhà máy ô tô VinFast, cũng như bây giờ người ta đang, Sun Group đang xây dựng ra một cái tuyến cáp treo để phục vụ cho nhu cầu đi lại, cũng như cho cái việc đi du lịch nha của bà con nơi đây, cũng như là du khách ở các nơi đi ra đảo Cát Bà. Và đã biến cái đảo Cát Hải này trở thành một cái khu vực, một cái khu kinh tế, và mang lại rất nhiều cái lợi nhuận cho Hải Phòng nói riêng và cho đất nước chúng ta nói chung. Trên màn hình chúng ta đang là cảng Lạch Huyện, là một trong những cái cảng lớn, và đây là cảng nước sâu, đáp ứng cái con tàu container cỡ lớn để đi vào chỗ này. Tôi rất mong chờ một điều, đó là sắp tới khi mà cái tuyến cáp treo này nó được khai trương thì chúng ta sẽ có dịp mà chúng ta sẽ đi đi thử một lần ở trên cái tuyến cáp treo này. Quay lại với tuyến cáp treo Cát Bà, thì một khi tuyến cáp treo này mà được hoàn thành thì đây sẽ là một cái cú hích để giúp cho cái kinh tế ở tại huyện đảo Cát Bà, một trong những cái huyện đảo gọi là đảo ngọc của chúng ta, sẽ được phát triển, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch, bởi vì sẽ giúp cho lượng du khách đến đây ngày một đông hơn. Và các cái dịch vụ ở trên đảo nó cũng sẽ được phát triển hơn, cũng như đi kèm với đó là cái việc phát triển của hạ tầng ở trên đảo cũng sẽ được đầu tư và phát triển nhiều hơn ha các bạn. Một lần nữa chúng ta sẽ nhìn toàn cảnh khu vực tuyến cáp treo kỷ lục dài nhất thế giới này nha các bạn, vượt biển dài nhất thế giới đang được xây dựng nối giữa huyện đảo Cát Hải, giữa đảo Cát Hải và đảo Cát Bà.